Trong phiên xét xử phúc thẩm, Nguyễn Kim Trung Thái khẳng định hành động của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đối với bé VA chỉ để dạy dỗ và giảng bài cho bé. Tuy nhiên qua quá trình làm việc với nhà trường, ghi nhận bé VA là học sinh rất ngoan, có học lực khá và không gặp bất cứ vấn đề gì trong học tập. Khi được hội đồng xét xử hỏi tại sao lại xóa dữ liệu camera trong nhà, bị cáo Thái cho biết và trưa ngày bé tử vong 22 tháng 12, bị cáo đang họp tại công ty. Sau khi kiểm tra camera, thấy Trang đang đánh bé VA thì bị cáo đã xin phép ra ngoài để gọi điện thoại với Trang yêu cầu không được như thế nữa. Sau đó bị cáo tiếp tục quay vào họp. Tới tối lúc bị cáo về thì bé đã ngất xỉu. Bị cáo cũng đã tiến hành sơ cứu và đưa bé đi cấp cứu, tuy nhiên bé đã tử vong trước khi vào viện. Còn nguyên nhân vì sao xóa dữ liệu camera, Thái vẫn không khai rõ. Hội đồng xét xử đã chiếu đoạn video Nguyễn Võ Quỳnh Trang ra tay với cháu VA vào ngày 22 tháng 12. Sau khi xem đoạn video, luật sư Nguyễn Anh Thơm và cậu của cháu bé đã không thể kìm được nước mắt và phải xin phép ra ngoài. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, đại diện cho bị hại, các trận đòn trước đây là yếu tố cộng thêm gây ra khiến VA ra đi. Thái là cha bé, có trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc bé. Nhưng khi thấy Trang dạy dỗ theo cách cực đoan, Thái lại làm như không có chuyện gì, không can ngăn nên phía bị hại có kháng cáo, đề nghị thay đổi tội danh của bị cáo Thái. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát không đồng tình với kháng cáo từ phía bị hại, với lý do rằng bị cáo Thái không có hành vi giết người. Việc xóa video camera không có sự thỏa thuận từ trước. Thái có tham gia ra tay với VA trước ngày 22 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên những tổn thương trước không khiến nạn nhân tử vong. Trong trận đòn ngày 22 tháng 12 năm 2022 là nguyên nhân chính tức đoạt tính mạng của nạn nhân, bị cáo Thái không tham gia và đã can ngăn bị cáo Trang. Khi được hội đồng xét xử hỏi về hành vi với VA, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho biết mục đích gian đe bé, bị cáo không hề có mục đích nào khác. Kết thúc phần xét hỏi, trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đã trình bày quan điểm về vụ án. Theo đại diện viện kiểm sát, nhận thấy việc rút đơn của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và hội đồng xét xử đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Do vụ án có tính chất phức tạp và còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, để có thể xử đúng người, đúng tội, hội đồng xét xử đã quyết định đình chỉ phiên tòa. Buổi tuyên án vụ án sẽ được mở vào ngày 10 tháng 5 sắp tới. Do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút đơn kháng cáo và chấp nhận án phạt, nên buổi tuyên án sẽ không triệu tập bị cáo Trang. Còn nhớ trong phiên xét xử sơ thẩm trước đó, chủ tọa phiên tòa đã hỏi Thái về mục đích xóa camera. Bị cáo sợ gì mà xóa? Sợ liên lụy đúng không? Thái đáp thời điểm đó bị cáo không nghĩ được gì. Bị cáo xóa camera trong lúc tinh thần không ổn định, không suy nghĩ được gì. Hội đồng xét xử cho rằng những lời khai của bị cáo Thái càng chứng tỏ hơn thái độ, tình cảm của bị cáo đối với con như thế nào. Bị cáo cho rằng thời điểm con đang cấp cứu, bị cáo bấn loạn nhưng không lo gì cho tính mạng của con. Thay vào đó, bị cáo ngồi xóa camera để che giấu hành vi phạm tội. Đến phiên tòa phúc thẩm, Thái lại cúi đầu không khai nhận mục đích xóa dữ liệu, đồng thời tiếp tục đổ lỗi cho người tình, cho rằng bận rộn nên lơ là. Quả thật sau khi nghe lời khai của Thái, nhiều người phải ngậm ngùi thương xót cho bé VA vì có người bố quá lạnh lùng. Liệu đến cuối cùng Nguyễn Kim Trung Thái sẽ nhận mức án nào? Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất để gửi đến quý vị trong những video sau.